sẽ review chi tiết hai dòng tóc trắng này. Thứ nhất là em tóc trắng hai bộ hệ thống, và thứ hai là em tóc trắng spa series nha. Đầu tiên á, là công dụng của hai em này thì có tác dụng làm trắng da và làm đều màu da, nhưng mà cái thành phần sẽ có sự khác biệt. Đầu tiên là em hai bộ hệ thống sẽ có thành phần từ nhân hai cừu, mật gạo và dâu tằm. Còn bộ spa series á, thì sẽ có thành phần từ ô liu, sữa tươi, quỳnh hoa. Cả hai em này á, đều có một cái thành phần rất là ok cho dành cho da của mình, đó chính là vitamin E, vitamin C và AA. Nó sẽ làm cho da mình khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên thì á, hai em này sẽ giúp cho da mình nó trắng lên 90% so với tóc da ban đầu của mọi người. Thành phần và cách sử dụng của em nó hơi khác nhau nên là chị em phải lưu ý lựa chọn cho phù hợp nha. Đầu tiên á, là em sẽ nói về cái bộ hai bộ này. Mọi người chỉ cần sử dụng một bộ trong một tháng thôi. Chị em khui ra thì sẽ thấy có hai chai như thế này trong một cái set như thế này nha. Sau đó mình sẽ trộn hỗn hợp hai chai này lại với nhau. Mọi người lưu ý là hoa dày hỗn hợp lên những cái vùng da mà đen sạm như là kiểu tay, đầu gối, mắt, các chân. Còn với vùng cổ thì mình xoa một lớp nhẹ và mỏng thôi vì da cổ của mình rất là nhạy cảm. Sau đó mình sẽ để hỗn hợp này cho da tầm 20-30 phút rồi sẽ lau tắm lại mình cũng sạch nha. Còn đối với em bạn học viên spa series này á, thì mình phải sử dụng nhiều đậm trong vòng 7 ngày cho em. Cái sản phẩm này á, thì sẽ được tặng kèm một cái body bạn học viên hồng như thế này. Trong bộ này sẽ có hai tiếp hồng và hai tiếp xanh như thế này. Mọi người phải luôn phiên sử dụng hai em này theo nhé, kiểm sử dụng nè. Bên cạnh đó phải kết hợp sử dụng kèm bạch ngọc ly hoa hồng này để làm cho cái da mình đạt hiệu quả tối ưu nhất. Và đặc biệt ấy, cái bạch ngọc ly hồng này sẽ được tặng kèm khi mình mua một cái bộ spa series này nha. Nói chung á, thì hai em tóc trắng này đều có tác dụng làm trắng da, đều màu da, nhưng mà sẽ tùy vào điều kiện cũng như mục đích sử dụng của chị em mà mình lựa chọn cái sản phẩm cho phù hợp nha.